Xin chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 1947, 27 tháng 7 2021, vừa qua đoàn công tác của Bộ đội Biên phòng tỉnh do Đại tá Triệu Quốc Nguyện, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh làm trưởng đoàn, đã đến thắp hương tại nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ khu vực đồn biên phòng Giào San, Xì Lờ Lầu và Ma Lù Thàng, huyện biên giới Phong Thổ. Cùng đi còn có lãnh đạo huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện Phong Thổ. Trong không khí trang nghiêm, đoàn công tác dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Với lòng thành kính và biết ơn vô hạn, các thành viên trong đoàn công tác đã ôn lại truyền thống anh hùng, anh dũng bất khuất của cán bộ chiến sĩ các đồn biên phòng Giào San, Xì Lờ Lầu, Ma Lù Thàng, Bộ đội Biên phòng tỉnh trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia. Từ đó, cán bộ chiến sĩ cùng với nhân dân trên địa bàn sẽ nguyện tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của thế hệ đi trước, chiến đấu lao động, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Sáng 25 tháng 7, Công ty Cổ phần Thực phẩm Dinh dưỡng Hữu cơ Việt Nam Vina Nutifood khai trương cửa hàng Nutimart tại thành phố Lai Châu. Các sản phẩm đến từ Nutimart chủ yếu có nguồn gốc từ các loại nông sản, các loại thảo mộc thiên nhiên, cây dược liệu Việt. Các sản phẩm tại siêu thị có đủ các mặt hàng thiết yếu trong cuộc sống, từ dầu gội, dầu xả, sữa tắm, các loại nước giặt xả, nước lau sàn, nước rửa chén, nước rửa thực phẩm, đến những loại thực phẩm thiết yếu như sữa bột, cà phê, ngũ cốc, trà hòa tan. Việc đưa các sản phẩm thương hiệu Việt vào Nutimart tại thành phố Lai Châu nhằm góp phần thúc đẩy sản xuất kinh doanh và tiêu dùng hàng Việt Nam. Được biết, Vina Nutifood sở hữu vùng nguyên liệu được trồng theo định hướng nông nghiệp hữu cơ, không thuốc trừ sâu, không chất bảo quản và đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn Global Gap, an toàn cho người sử dụng. Từ đêm 24 đến trưa ngày 25 tháng 7, do ảnh hưởng của hội tụ gió lên đến mực 5.000m, nên tỉnh Lai Châu có mưa vừa, mưa to rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa đo được từ sau 19 giờ ngày 24 tháng 7 đến 13 giờ ngày 25 tháng 7 phổ biến từ 26 đến 68mm, một số điểm mưa lớn. Dự báo đêm 25 tháng 7 và ngày 26 tháng 7, hội tụ gió trên cao còn duy trì, nên tỉnh Lai Châu tiếp tục có mưa vừa, mưa to rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Mưa lớn có khả năng tập trung tại các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Phong Thổ, Tam Đường. Trong mưa dông, đề phòng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, đề phòng nguy cơ xảy ra sạt lở đất cục bộ. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, cấp 1. Do ảnh hưởng của mưa lớn diện rộng ở phía thượng nguồn, nên mức nước trên sông Nậm Na tăng nhanh, lưu lượng nước đổ về hồ thủy điện Nậm Na 1 lớn hơn lưu lượng phát máy của hai tổ máy, là mực nước hồ dâng cao. Để đảm bảo an toàn cho tính mạng con người cùng tài sản của nhân dân khu vực hạ lưu và an toàn cho công trình, nhà máy thủy điện Nậm Na 1 sẽ xả lũ khi mực nước hồ dâng cao quá mức độ cho phép. Lưu lượng xả lũ bằng lưu lượng thừa khi thông qua các tổ máy nhằm giữ mực nước hồ ở cao độ cho phép. Nhà máy thủy điện Nậm Na 1 thông báo xả lũ. Thời gian dự kiến từ 10 giờ 45 phút ngày 25 tháng 7 năm 2021 đến khi hết lũ. Nhằm tránh được thiệt hại về người, tài sản và hoa màu vật nuôi có thể xảy ra do mưa lũ, Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Thủy điện Tây Bắc xin trân trọng thông báo và kính đề nghị Ban Chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lai Châu, huyện Phong Thổ và các xã Hủy Luông, Hoang Thèn, Malifor, thị trấn Phong Thổ thông báo tới toàn thể nhân dân các đơn vị doanh nghiệp, các đơn vị đóng chân trên địa bàn và các phương tiện lưu thông qua xã thị trấn chủ động di rời tài sản hoa màu của mình ra khỏi khu vực mà nước lũ có thể lên tới. Các phương tiện vận tải không được di chuyển qua lòng sông Nậm Na. Nhân dân các xã không được đánh bắt cá, bơi lội, tắm giặt, vớt củi, chăn thả gia súc gia cầm trên dòng sông Nậm Na trong thời gian xả lũ.
Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, đặc biệt Lai Châu đã ghi nhận ca bệnh xác định. Kể từ 0 giờ ngày 21 tháng 7 năm 2021, UBND tỉnh Lai Châu đã ra thông báo tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ không thiết yếu như karaoke, quán bar, vũ trường, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử, điểm cung cấp dịch vụ Internet trên địa bàn tỉnh, cho đến khi có thông báo mới. Còn các cơ sở kinh doanh mặt hàng thiết yếu vẫn duy trì nhưng đảm bảo các yêu cầu phòng chống dịch. Sau đây là phản ánh chi tiết của phóng viên thời sự. Có mặt tại cửa hàng tạp hóa của gia đình anh Đinh Văn Tùng tại khu 2 thị trấn Sìn Hồ, huyện Sìn Hồ trong những ngày này, công tác phòng chống dịch của cửa hàng được đặt lên hàng đầu. Anh Tùng cho biết bản thân anh đã thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trước hết là giữ sức khỏe cho bản thân và đảm bảo an toàn cho mọi người, thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang và giữ khoảng cách khi tiếp xúc với khách hàng, không tụ tập đông người, đồng thời tuyên truyền cho người thân trong gia đình cùng phòng chống dịch. Tình hình dịch đang diễn ra phức tạp thì khi khách hàng đến mua hàng thì chúng tôi đều nhắc nhở đeo khẩu trang và đứng khoảng cách, không tập trung vào nhiều lần, vào nhiều người một lúc. Thì chúng tôi nhắc nhở có thể là bảo người ta mua hoặc là chúng tôi tặng cho một cái để đeo cho giữ cái phòng dịch đợt này. Trên địa bàn huyện Sìn Hồ hiện có khoảng 610 cơ sở kinh doanh và 8 cây xăng. Thời gian vừa qua, các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện đã chủ động triển khai hàng loạt biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định. Phòng Kinh tế Hạ tầng huyện đã thường xuyên kiểm tra và tuyên truyền về công tác phòng chống dịch COVID-19, tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh cung cấp các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn huyện và vừa thực hiện công tác phòng chống dịch, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh COVID-19. Phòng Kinh tế Hạ tầng chúng tôi là dựa trên các văn bản của tỉnh, của huyện về hướng dẫn phòng chống dịch COVID-19, thì qua đó là chúng tôi cũng đã kết hợp với cùng ban chuyên môn của huyện đi thường xuyên đi kiểm tra giám sát các cơ sở kinh doanh trên địa bàn huyện thực hiện tốt cái việc mà phòng dịch với phương châm là 5K. Thì đến hiện tại là các cơ sở kinh doanh đã thực hiện tốt cái việc mà phòng chống dịch COVID-19. Để tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn, Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Sìn Hồ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ thiết yếu, kịp thời thông tin thường xuyên về tình hình dịch bệnh để có những biện pháp phòng chống phù hợp, góp phần chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Thưa quý vị, trên địa bàn tỉnh hiện đang quản lý trên 7.800 hồ sơ người có công, trong đó gần 690 người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng với số tiền chi trả hơn 1,3 tỷ đồng. Những năm qua, các cấp các ngành, các địa phương trong tỉnh đã thực hiện tốt các chính sách, việc làm thiết thực, hỗ trợ về nhà ở, thăm hỏi, tặng quà, góp phần nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách. Đặc biệt, vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, toàn xã hội ghi nhớ công lao to lớn của các thế hệ cha anh, những người đã cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ sự bình yên đất nước. Thương binh Nguyễn Đức Toàn ở bản Tân Bắc, xã Bắc Ta, huyện Tân Uyên, năm nay bước sang tuổi 83. Thêm tuổi, sức khỏe giảm sút, trí nhớ không còn được minh mẫn. Song ông Nguyễn Đức Toàn luôn nhận được sự quan tâm chăm lo về đời sống của Đảng và Nhà nước. Hàng tháng, ông được hưởng đầy đủ các chế độ của một thương binh bệnh binh, người tham gia hoạt động cách mạng nhiễm chất độc hóa học với số tiền hơn 6,2 triệu đồng và 270.000 đồng tiền trợ cấp hàng tháng cho người 80 tuổi trở lên. Đặc biệt, cuối năm 2020, ông được Sở Lao động Thương binh và Xã hội thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ 60 triệu đồng để sửa sang lại nhà cửa khang trang. Được cái sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền có hỗ trợ gia đình nhà bác là làm một ngôi nhà. Thế thì bây giờ là cũng hoàn thành tất cả rồi. Bác được sử dụng cái phần hỗ trợ này thì gia đình nhà bác cũng thêm vào để làm cho nó khang trang, sạch đẹp hơn. Thế là gia đình nhà bác thì nói chung ai cũng phấn khởi cả. Ơn Đảng, ơn Nhà nước, ơn các cấp chính quyền quan tâm. Chăm lo đời sống người có công, các địa phương tập trung rà soát, chi trả kịp thời, đầy đủ, đúng đối tượng, đúng chế độ ưu đãi của nhà nước đối với người có công với cách mạng. Nhất là vào dịp Tết Nguyên đán, Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7 hàng năm, Ủy ban Nhân dân tỉnh đã tặng gần 2.200 suất quà cho người có công, trị giá trên 4,3 tỷ đồng, thể hiện lòng tri ân về những đóng góp hy sinh của người có công và nhân lên truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
và phòng lao động chúng tôi cũng đã tham mưu ủy ban huyện ban hành các công văn triển khai trên địa bàn, và thứ hai là ban hành kế hoạch để tổ chức thăm hỏi tặng quà các gia đình chính sách người có công trên địa bàn nhân dịp ngày lễ 27 tháng 7. Tổng số thăm hỏi trên địa bàn chúng tôi là hiện tại số gia đình chính sách người có công trên địa bàn là 128 gia đình, và huyện cũng đã thành lập và tổ chức là 8 đoàn để đi thăm hỏi các gia đình chính sách trên các xã thị trấn chính sách đối với các gia đình chính sách trên người có công trên địa bàn, góp phần thực hiện ổn định rồi động viên tinh thần và đời sống cho các gia đình chính sách. Song song với giải quyết các chế độ chính sách đối với người có công từ nguồn quỹ đền ơn đáp nghĩa, từ năm 2019, các địa phương trong tỉnh đã hỗ trợ làm nhà ở cho 49 hộ gia đình người có công, thân nhân người có công với số tiền gần 1,2 tỷ đồng, tặng 29 sổ tiết kiệm trị giá 280 triệu đồng, hỗ trợ đời sống sản xuất 540 triệu đồng cho 22 hộ. Sở cũng đã tham mưu cho ủy ban tỉnh xây dựng kế hoạch thăm hỏi tặng quà đồng đối với lại các cái gia đình có công trên địa bàn nhân dịp Tết Nguyên Đán, nhân dịp 27 tháng 7. Theo chế độ của nhà nước thì tỉnh cũng đã trích một phần ngân sách của tỉnh cùng với lại các huy động và các cái nguồn xã hội hóa thực hiện cho cái công tác chăm sóc người có công địa bàn tương đối là đảm bảo đầy đủ kịp thời. Bằng những việc làm cụ thể và thiết thực, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã và đang góp hết sức mình làm vơi đi nỗi đau chiến tranh, làm giàu thêm nghĩa cử tri ân để ghi nhớ và tôn vinh công lao to lớn của những người có công với cách mạng. Thưa quý vị và các bạn, trong khi còn một số công trình nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn huyện Tân Uyên chưa thực sự phát huy được hiệu quả, thì tại xã Trung Đồng, việc duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động của các công trình này đã giúp cho bà con ở các bản trong xã được sử dụng nước hợp vệ sinh, an tâm sản xuất, phát triển kinh tế, ổn định đời sống. Trước đây, gia đình của ông Lò Văn Đăm ở bản Pá Xôm, xã Trung Đồng, cũng như nhiều hộ khác sinh sống ở khu vực cách xa nguồn nước, nên việc dẫn nước về để sinh hoạt gặp phải rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, từ khi có công trình nước sinh hoạt được đầu tư xây dựng, gia đình không còn phải đi xa để dẫn nước nữa, mà hệ thống ống dẫn nước cũng được đảm bảo hơn trước. Hiện nay, với mức giá 4.000 đồng một mét khối, mỗi tháng thì gia đình ông chỉ phải chi trả khoảng 40.000 đồng. Trước đây, kéo cái ống bể là một là tắc, hai nữa là mất hỏng. Bây giờ từ có cái chương trình này ra là nước cũng là đủ sử dụng. Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung đặt tại bản Tát Xôm 3, xã Trung Đồng được sửa chữa đầu tư xây dựng thêm một bể lọc, bàn giao và đưa vào sử dụng từ cuối năm 2018. Đây là công trình cấp nước tập trung có nhiệm vụ cung cấp nước hợp vệ sinh cho ba bản Tát Xôm 3, Pá Xôm và bản Tát Xôm với hơn 150 hộ dân. Được biết, công trình cấp nước sinh hoạt này được xây dựng theo chương trình tái định cư. Đến năm 2018 đã được sửa chữa và đầu tư bể lọc, hệ thống đường ống dẫn nước về các bản. Đây là một trong những công trình hiện đang hoạt động có hiệu quả, góp phần cung cấp nước sinh hoạt ổn định cho các hộ dân. Trước từ tái định cư về là nhà nước cũng đầu tư cái công trình nước sạch nhưng mà không hiệu quả. Sau này thì bên ban dự án người ta bên khảo sát để bổ sung sửa chữa. Đấy, sửa chữa để giao cho bản, thì bản mà tư quản, nhưng mà cái hiệu quả đấy cũng chưa đảm bảo mới. Thế là đề nghị cái hợp tác xã tư nhân của Thành Vinh lên đắp đồng hồ. Đấy, thế là bà con cũng sử dụng nước là tương đối là ổn định. Hiện nay trên địa bàn của xã Trung Đồng có tất cả 5 công trình nước sinh hoạt đang hoạt động, cung cấp nước cho 14 bản trên địa bàn của xã. Được biết trước đây khi chưa có các công trình cấp nước sinh hoạt, người dân trong các bản của xã chủ yếu là sử dụng nước từ các khe suối trên núi hoặc là nước giếng khoan không qua hệ thống máy lọc nên không đảm bảo vệ sinh. Chính vì vậy, khi có các công trình nước sinh hoạt, đời sống của người dân trong xã đã được nâng lên rất nhiều. Hiện tại đến thời điểm bây giờ thì có hợp tác xã Thành Vinh là một trong những cái đơn vị hợp tác xã thì cũng thực hiện cái việc quản lý vận hành và đầu mối dẫn nước về tất cả các cái đầu mối của các điểm bản thì cũng lắp đồng hồ làm sao mà đảm bảo để cho cái việc mà vận hành và
cái việc mà duy trì điều tiết nước cho bà con. Thế nên là trong những cái thời gian cao điểm mà thiếu nước sinh hoạt thì bà con cũng đảm bảo được cái việc nước sử dụng trong cái sinh hoạt. Có thể thấy rõ khi phát huy được hiệu quả hoạt động của các công trình nước sinh hoạt đã góp phần giúp cho cuộc sống của bà con trong các bản từng bước được nâng cao, chất lượng cuộc sống ngày càng khá hơn, bà con yên tâm để đẩy mạnh phát triển kinh tế gia đình, xóa đói giảm nghèo bền vững. Trong những năm qua, Đảng bộ huyện Tam Đường luôn xác định phát triển đảng là nhiệm vụ then chốt. Do vậy, Đảng bộ huyện đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm phát triển đảng viên, nhất là đảng viên người dân tộc thiểu số. Qua đó góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương. Đảng bộ xã Thèn Sin hiện có 142 đảng viên sinh hoạt ở 13 chi bộ. Trong những năm qua, Đảng bộ xã luôn quan tâm công tác phát triển đảng viên. Trong đó, đảng viên là người dân tộc thiểu số, gần 80 đảng viên. Thời gian qua, Đảng bộ xã luôn quan tâm chỉ đạo phát triển đảng viên, nhất là khối nông thôn. Làm tốt công tác tạo nguồn kết nạp, tập trung phát triển đảng viên ở địa bàn ít đảng viên và trong lực lượng dân quân, công an viên. Chú trọng kết nạp đảng viên là nữ, người dân tộc thiểu số. Nhiệm kỳ vừa qua đã kết nạp mới 29 đảng viên, tăng 12 đảng viên so với năm 2015, đạt 58% nghị quyết. Việc phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số ở các thôn bản trên địa bàn xã thì trong thời gian qua cũng còn có một số khó khăn. Nhất là cái độ tuổi đảng viên thanh niên, trong độ tuổi thì các đồng chí cũng mải đi làm kinh tế, thường xuyên xa nhà. Và một số quần chúng thì cũng vi phạm cái chính sách tảo hôn. Và cái việc phát triển đảng viên ở một số chi bộ thì hiện nay thì đời sống của đảng viên cũng còn cái khó khăn, thế nên chúng ta tập trung vào làm cái kinh tế cũng chưa quan tâm nhiều đến cái vấn đề trong cái công tác phát triển đảng của đảng bộ. Hiện nay Đảng bộ huyện Tam Đường có gần 3.000 đảng viên, 12 xã và 1 thị trấn với 126 chi bộ thôn bản, có 65 trưởng bản là đảng viên, trong đó đảng viên là người dân tộc thiểu số chiếm hơn 52%. Thực hiện chủ trương phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo thực hiện tốt kết luận số 330 ngày 13 tháng 10 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lai Châu về việc tăng cường chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên và phát triển tổ chức đảng tại thôn bản. Nghị quyết số 08 ngày 1 tháng 11 năm 2006 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường chỉ đạo công tác kết nạp đảng viên và phát triển tổ chức đảng tại thôn bản. Đồng thời, chỉ đạo cấp ủy các xã thị trấn trong huyện thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho đảng viên về điều lệ đảng, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên để quần chúng noi theo. Tuy nhiên hiện nay, đối với phát triển đảng viên là người dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn. Mặc dù tỷ lệ đồng bào dân tộc thiểu số chiếm phần lớn, nhưng vẫn còn tình trạng sinh con thứ ba và tảo hôn. Phát triển đảng viên trong đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Tam Đường cũng gặp rất nhiều cái khó khăn. Cái vấn đề thứ nhất ấy là về cái vấn đề huyện Tam Đường là có 85% là dân tộc thiểu số và cái tệ nạn về tảo hôn thì vẫn còn. Do vậy thì cái thứ nhất là như vậy. Cái khó khăn thứ hai nữa là các cái quần chúng ưu tú mà được học hành và nhanh nhẹn thì thường đi làm ăn xa, do vậy thì sẽ không phát triển đảng được ở trong vùng nông thôn. Mặc dù khó khăn, nhưng Đảng bộ huyện vẫn chỉ đạo các cấp ủy, các xã thị trấn, cơ quan thông qua nhiều phong trào để các chi bộ, các tổ chức đoàn thể phát huyện quần chúng ưu tú. Từ đó giúp cho các cấp ủy xác định được nguồn phát triển đảng viên, tập trung vào các quần chúng dân tộc thiểu số là đoàn viên ưu tú, quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự, học sinh đã tốt nghiệp các trường chuyên nghiệp, cán bộ thanh niên, trưởng phó các tổ chức hội, đoàn thể. Với tạo nguồn để phát triển đảng viên trong chi bộ thì dựa vào theo
cái chủ trương cũng phân công của trên thì đối với chi bộ là cũng gắn liền với lại chỉ đạo cho các cái đoàn thể cơ sở, như là tìm giới thiệu các đồng chí thanh niên ưu tú được giới thiệu sang để đi tìm hiểu về đảng. Thì nói chung là mỗi một năm thì giới thiệu một hai đồng chí từ bên đoàn thanh niên hoặc qua cái đoàn thể của bản để sang đi tìm hiểu lớp để kết nạp vào trong chi bộ. Phát triển đảng viên, đặc biệt là đảng viên người dân tộc thiểu số, đã giúp các tổ chức cơ sở đảng của Đảng bộ huyện Tam Đường trong thời gian qua đã không ngừng vững mạnh. Đội ngũ đảng viên luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, trở thành những hạt nhân trong tuyên truyền, vận động cũng như đưa các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước đến với đồng bào các dân tộc thiểu số được thuận lợi, hiệu quả hơn. Đồng thời góp phần xây dựng tổ chức cơ sở đảng ngày càng vững mạnh, thúc đẩy phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn huyện. Từ đầu năm cho đến nay, ngành tư pháp huyện Tam Đường đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh COVID-19, phân công báo cáo viên pháp luật thực hiện tuyên truyền phổ biến tại các hộ gia đình, nhóm hộ gia đình những nội dung cơ bản của luật phòng chống bệnh truyền nhiễm, văn bản về xử lý vi phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh, tuyên truyền các biện pháp phòng chống với dịch bệnh do virus COVID-19 gây ra và các văn bản pháp luật khác được 537 lượt với hơn 2.500 lượt người tham gia. Đồng thời, huyện chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn thực hiện nghiêm trình tự, thủ tục xử lý vi phạm hành chính. Chỉ tính riêng trong tháng 7 đã xử phạt 17 vụ, trong đó thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND huyện xử phạt 10 vụ trong lĩnh vực y tế, vi phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh. Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Phong Thổ hiện đang triển khai cho vay theo 11 chương trình tín dụng ưu đãi với tổng dư nợ trên 434 tỷ đồng, tạo điều kiện cho trên 8.500 khách hàng được vay vốn. Nguồn vốn cho vay được ủy thác qua các tổ chức chính trị xã hội ở cơ sở với 253 tổ tiết kiệm và vay vốn tại các thôn bản, tổ dân phố. Qua đó giúp người dân tiếp cận nguồn vốn một cách đơn giản và thuận lợi. Nhằm phát huy hiệu quả nguồn vốn vay, thời gian vừa qua, ngoài tích cực tuyên truyền phổ biến rộng rãi các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về hoạt động tín dụng chính sách đối với hộ nghèo, cận nghèo, các cơ sở sản xuất kinh doanh và nhân dân trên địa bàn, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện còn phối hợp với các tổ chức hội, đoàn thể, nhận ủy thác tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để bảo đảm nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích và hiệu quả. Hiện nay toàn tỉnh có trên 3.700 ha mắc ca, tập trung chủ yếu ở các huyện Mường Tè, Nậm Nhùn, Sìn Hồ, Than Uyên và Tân Uyên. Diện tích mắc ca nhiều nhưng chủ yếu vẫn là diện tích trồng sen. Do vậy, hạ tầng giao thông nội đồng vùng mắc ca chưa được đầu tư. Vùng trồng mắc ca chủ yếu bám theo các tuyến đường sẵn có và vườn tạp trong khu dân cư. Hiện chỉ có trên 73 ha do doanh nghiệp đầu tư trong vùng dự án tại huyện Than Uyên, Tân Uyên. Quy mô đường giao thông nông thôn cấp C, mặt đất. Thời gian tới, tỉnh sẽ thu hút đầu tư từ các doanh nghiệp vào trồng mắc ca và đầu tư hạ tầng giao thông theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn cấp C, đáp ứng cơ bản nhu cầu sản xuất. Tính đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Nậm Nhùn có trên 76.000 ha rừng, độ che phủ rừng đạt trên 54%. Để làm tốt công tác chăm sóc bảo vệ rừng, huyện đã triển khai đến các xã bản ký cam kết thực hiện các quy định về chăm sóc và bảo vệ rừng, hướng dẫn nhân dân sử dụng phương tiện tại chỗ cùng các ban ngành đoàn thể sẵn sàng vào cuộc khi có sự cố xảy ra. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và các biện pháp kỹ thuật để bảo vệ rừng được đẩy mạnh, tuyên truyền vận động cho nhân dân nâng cao ý thức và trách nhiệm trong việc quản lý bảo vệ rừng. Thưa quý vị, tuần qua tình hình dịch COVID-19 trong tỉnh vẫn được kiểm soát ổn định, tuy nhiên đã có một trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Các biện pháp phòng chống dịch đã được tăng cường, một số hoạt động không thiết yếu đã tạm dừng. Bên cạnh đó, các hoạt động sản xuất, phát triển kinh tế xã hội vẫn được tiếp tục duy trì. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng điểm lại một số sự kiện diễn ra trong tuần. Chiều ngày 19 tháng 7, Hội nghị giao ban về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 toàn tỉnh đã diễn ra theo hình thức trực tuyến với điểm cầu 8 huyện thành phố. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Tiến Dũng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh thống nhất với kiến nghị của ngành y tế là công dân ở các địa bàn khác về tỉnh phải có giấy xét nghiệm hoặc thực hiện test nhanh trả phí tại chốt kiểm dịch. Siết chặt các hoạt động dịch vụ có nguy cơ cao như karaoke. Đề nghị Sở Y tế phối hợp xây dựng phương án thực hiện cách ly thí điểm một số trường hợp F1 tại nhà, thử nghiệm vận hành cơ sở lưu trú, nhà nghỉ, khách sạn làm nơi cách ly.
nâng cấp độ phòng chống dịch của tỉnh lên trên mức 3 và tăng cường lấy mẫu sàng lọc, xét nghiệm ngẫu nhiên tại các khu vực. Nhân dịp Ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã thăm tặng quà các gia đình chính sách. Tại các gia đình đến thăm, thay mặt lãnh đạo tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đồng chí lãnh đạo tỉnh đã ân cần thăm hỏi tình hình đời sống và sức khỏe của các thương binh, thân nhân liệt sĩ, bày tỏ lòng cảm kích, sự biết ơn đối với những đóng góp hy sinh của các thương binh liệt sĩ cho sự nghiệp bảo vệ tổ quốc. Đồng thời, động viên các thương binh và thân nhân liệt sĩ giữ gìn sức khỏe, phát huy truyền thống cách mạng, nêu gương sáng để con cháu học tập và tiếp tục có nhiều đóng góp cho quê hương. Hồi 4 giờ 30 phút ngày 21 tháng 7 năm 2021, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Than Uyên nhận thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Lai Châu, thông báo một trường hợp có kết quả xét nghiệm nghi ngờ dương tính với SARS-CoV-2. Họ tên DQH, năm sinh 2005, địa chỉ khu 11 thị trấn Mường Tè, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu. Hiện nay, F0 đang được điều trị tại Bệnh viện Bệnh phổi tỉnh. Các F1, F2 được triển khai các biện pháp cách ly theo quy định.